với Thỏ Bông Channel. Hôm nay nhân dịp Trung Thu nên là gia đình LX, bạn mẹ tớ đã tặng cho tớ một món quà rất là to, cũng là ngày sinh nhật của tớ đấy. Đây là món quà có được bọc với bao bì Hello Kitty. Chắc chắn mình nghĩ là đó là một món quà của con gái. Mình rất hồi hộp không biết trong này sẽ có gì đây. Mình bây giờ chúng ta cùng khám phá bên trong đó là cái gì nhé. Mình sẽ bóc đầy. Bóc đầy chưa? Cho các bạn biết đây là gì rồi này. Đây giống như là một con búp bê đó. Giờ để mình sẽ bóc nốt bao bì ở dưới ra để mình sẽ cho các bạn xem nha. Đây, tên tên tên. Một bộ đồ chơi búp bê. Ở đây có một cái tay cầm màu hồng rất là xinh. Ở đây có một cô búp bê được mặc một chiếc áo màu xanh nước biển có hình hoa hồng này, các bạn nhìn kỹ thấy chưa? Còn ở đây là một chiếc vòng, đúng không? Đúng rồi, đặt một chiếc vòng cổ. Bên này là một chiếc váy màu hồng của cô công chúa. Còn đây là một cái kệ để mà để giày của cô công chúa đấy. Wow, các bạn thấy chưa? Cô này còn đeo cả khuyên tai này, vòng này và cả vòng cổ nữa. Bây giờ mình giới thiệu đã hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào video khác nhé.